Trong cây Noel trên đất dốc, trái triệu cành lại 600 triệu một năm. Bà Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1969 ở bản Ba Cốp, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, trồng 800 cây canh trong 2 hectare đất dốc. Sau khi trừ chi phí, bà Hoa lại 600 triệu đồng mỗi năm. Từng cây cam canh, trái triệu cành, người ta nhìn thấy nói vui rằng cây canh canh không khác gì những cây thông Noel treo đầy đèn vàng. Thời gian vừa qua, đã có một số hộ dân sinh sống ở bản Ba Cốp, xã Vân Hồ đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích nương vườn bạc màu kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả có múi. Gia đình bà Nguyễn Thị Hoa là hộ dân tiêu biểu tiên phong cho trồng cam canh trên 2 hectare diện tích nương rẫy, mỗi năm thu hoạch hàng trăm triệu đồng. Trao đổi với phóng viên báo Dân Việt, bà Hoa cho biết, tôi trồng cây cam canh trên đất dốc từ cuối năm 2014. Tôi mua cây giống cao 1,5m từ các nhà vườn lớn ở Hưng Yên về trồng để rút ngắn thời gian chăm sóc so với trồng cây giống con, để cho vườn cây cam phát triển tương đối. Tôi đầu tư xây dựng hệ thống ống dẫn nước khắp nương, thuận lợi cho việc tưới tiêu và tạo điều kiện cho cây sinh trưởng và phát triển xanh tốt. Sau 2 năm trồng thì vườn cam của gia đình tôi bắt đầu cho quả bói. Về quy trình trồng và chăm sóc vườn cam, bà Hoa đào hố rộng 30cm, sâu 30cm, hàng cách hàng ngang là 3m và 4 phân chuồng, phủ một lớp đất mỏng rồi đưa cây sống xuống trồng. Bà Hoa hầu như không dùng thuốc trừ sâu hóa học hay chất bảo quản hóa học, chất kích thích trong trồng canh. Bà dùng chất phân hữu cơ kết hợp với phân chuồng ủ mạc, ủ đậu tương cùng với ngô khoảng 7 tháng trong bể phốt, sau đó lấy nước bón cho vườn cam canh. Nhờ vậy, 2 hectare vườn cam canh của bà luôn sinh trưởng và phát triển tốt, cho đều quả hàng năm. Theo kinh nghiệm của bà Hoa, sau khi thu hoạch vụ quả, tôi cắt tỉa thành cành khô, còi cọc để lại những cành khỏe mạnh để năm sau tiếp tục cho quả tiếp và tiếp tục bón phân, thúc đẩy phân NPK hữu cơ cho vườn cam canh. Cách làm này sẽ tạo điều kiện cho cây cam canh bù đắp những đầy đủ chất dinh dưỡng sau những thời gian nuôi quả. Ngoài ra, vào những thời điểm cây cam canh ra hoa kết quả, tôi ngâm trái tỏi ớt, riêng, xả cùng các nước khoảng một tuần, sau đó phun vào cây để chống sâu bệnh. Phương pháp này tôi học hỏi từ người quen ở huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Sau rất nhiều hiệu quả, vườn cam canh luôn cho trái tốt và ngọt liệm, ít bị nám. Từ khi gia đình tôi trồng cam canh, kinh tế của gia đình tăng cao và cho thu hoạch gấp 8 lần so với trồng ngô, sắn trước đây. Đời sống kinh tế đã khấm khá lên hẳn, con cái tôi đều trưởng thành, có nghề nghiệp ổn định, bà Hoa cho hay. Hiện tại, vườn nhà tôi có hơn 800 gốc cam canh, mỗi năm thu khoảng 25-27 tấn quả, bình quân 1kg cam canh. Tôi bán tại vườn với giá 20.000 đồng, cứ đến vụ thu hoạch cam, có rất nhiều tiểu thương và khách hàng ở Hà Nội, Hòa Bình gọi điện để xin đặt hàng trước, nhưng tôi chưa nhận lời ai cả, vì tôi sợ không có sản phẩm cung cấp đủ cho họ. Tôi ước tính năm nay vườn cam sẽ cho khoảng 30 tấn quạt và cho khoảng 600 triệu đồng tiền lãi, bà Hoa tự tin cho biết. Không chỉ làm kinh tế giỏi, bà Hoa còn làm công ăn việc làm cho 5 người công nhân, mỗi tháng là 5 triệu đồng một người. Ngoài ra, bà còn mở xưởng sấy ngô và thu các loại mặt hàng nông sản tại địa phương để nâng cao thu nhập hơn cho gia đình. Đề xuất phát hành giấy hút vàng 500 tấn vàng trong dân. Một trong những cách thức để người dân thay vì giữ vàng trong nhà thì nhà nước phát hành chứng chỉ vàng, người ta gọi là giấy vàng. Mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao Ngân hàng Nhà nước báo cáo về giải pháp huy động nguồn lực trong dân để tạo nguồn vốn phục vụ tăng trưởng kinh tế đất nước. Trước câu hỏi làm sao để có thể huy động được nguồn lực này, trao đổi với báo chí, chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cho biết, việc huy động vàng trong dân được cơ quan quản lý đề cập đến cách đây vài ba năm nhưng chưa thực thi được. Bởi đây là việc phức tạp, nhiều rủi ro cao khi giá vàng biến động lại không dự báo được. Điều kiện để huy động vàng trong dân là kinh tế vĩ mô phải ổn định, lạm phát ở mức phù hợp. Với người dân, theo ông Long, câu chuyện niềm tin là rất quan trọng.
Khi kinh tế ổn định, giá cả ở mức phù hợp thì người dân sẽ giữ được đồng chứ không phải chuyển sang vàng, ngoại tệ làm gì. Một trong những cách thức để người dân thay vì giữ vàng ở nhà thì nhà nước phát hành chứng chỉ vàng. Theo đó, cơ quan chức năng cho ngân hàng thương lượng lớn với chức năng là tài chính phát hành chứng chỉ vàng. Vì thế, có người cũng có thể gọi đây là giấy vàng. 500 tấn vàng trong dân có thể dễ. Người dân đưa vàng vào ngân hàng, đổi lại họ sẽ giữ là một số giấy tờ chứng nhận số vàng đó thay vì cất vàng trong nhà, và giấy tờ chứng nhận thay vì cất vàng ở trong nhà, và chứng chỉ vàng đó có thể cầm cố, thế chấp hoặc bán khi cần. Làm được như thế sẽ huy động được một lực lượng vốn cho nền kinh tế để phục vụ sản xuất, kinh doanh và xây dựng cầu đường. Còn với người dân, giữ chứng chỉ vàng an toàn hơn là giữ vàng vật cho trong nhà. Còn nếu gửi vào ngân hàng thì sẽ mất phí, ông Long nói. Trong khi đó, ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính cũng cho rằng cần tính đến việc đánh thuế mua bán vàng để hướng dòng vốn vào các kênh đầu tư khác có lợi nhuận hơn. Đó cũng là cách hỗ trợ việc đánh thức nguồn vốn trong dân. Hiện tại, việc giao dịch vàng gần như là miễn phí, có cũng rất thấp. Phải coi vàng thuộc nhóm xa xỉ phẩm, cùng với giá ô tô và điều hòa nhiệt độ, nhiều nước đã làm điều này. Thế nhưng, tiến sĩ Cẩn Văn Lực lại cho rằng, ngành ngân hàng nên phát triển việc giữ dịch vụ cất giữ vàng để hạn chế rủi ro cho người dân cất vàng trong nhà. Đương nhiên là không có chuyện trả lãi suất cho việc gửi vàng mà ngược lại, trước mắt trong một vài năm tới đây, ngân hàng sẽ chưa thu phí gửi vàng. Vì việc mở kho 500 tấn vàng trong dân từng trao đổi với Đất Việt, thì tiến sĩ Phạm Đỗ Chí, nguyên chuyên viên cao cấp của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cho rằng, kiến nghị huy động vàng từ dân chúng để bán ra lấy tiền cho vay thì của Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam là quá mạo hiểm vì khó có đảm bảo được an toàn, lực lượng và toàn vẹn tài sản khổng lồ trên. Theo ông, trên thế giới, chưa có nước nào dám huy động vàng. Khi huy động vàng trong dân thì việc lo huy động 2% đến 3% lãi suất trả cho dân là rất đơn giản. Song vấn đề này, ông lo ngại là khi huy động lực lượng nguồn vốn thì sẽ rất lớn. Các cơ quan có trách nhiệm đã tính đến chuyện làm thế nào để phát động huy động việc giá trị nguồn lực ấy giúp tăng trưởng kinh tế cho một số quốc gia. Để tránh rủi ro cho dân và ngân sách, vị chuyên gia cho biết vẫn nên để cho dân giữ vàng riêng như thói quen từ xưa. Trong trường hợp muốn can thiệp vào số lượng vàng khổng lồ của dân, theo ông nên cho lập sàn vàng để tìm giá trị thị trường. Tuyệt đối không nên để ngân hàng nhà nước hay hiệp hội kinh doanh vàng đứng ra thực hiện quyền huy động vàng, như vậy sẽ tạo nên sự độc quyền, vị chuyên gia nhấn mạnh. Đồng tình với quan điểm, tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính trị VEPR lại cho khẳng định rằng về đề xuất huy động vàng trong dân là một tư duy sai lầm. Đề xuất trên không khác nào đang bác bỏ hoàn toàn mọi công sức, nỗ lực, loại vàng và tiền tệ ra khỏi hệ thống tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong suốt 25 năm qua. Đến bao giờ người ta mới thôi cái tư duy huy động vàng trong dân? Đây là suy nghĩ tư duy sai lầm, dây dẳng khó sửa đổi nhất. Mr. Dam bàng hoàng kể lại hai giấc mơ của mình đã được ứng nghiệm. Câu chuyện anh chia sẻ khiến dân mạng trầm trồ tò mò và đưa ra lời giải thích. Rạng sáng ngày 22 tháng 10, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ chia sẻ hai tin nhắn cho thấy một số diễn biến xảy ra trong cuộc sống của anh trở thành sự thật. Sở dĩ nó nói rằng nó đã trở thành sự thật là trước đó Mr. Dam đã nằm mơ thấy những câu chuyện giống y hệt mình xảy ra. Cụ thể, trong giấc mơ về mẹ Đàm Vĩnh Hưng cách đây 27 năm, nam ca sĩ đã thấy mẹ chạy tới bảo rằng bị người ta đè xuống, lấy nhọ nồi trét lên người. Và khi anh gặp lại mẹ thì bà thấy vừa xăm chân mày bằng thuốc đau bụng màu đen. Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng lại nằm mơ về sự thật Putin bị thương. Sự thật khiến ai nấy cũng thấy bất ngờ khi sau đó không lâu mẹ Putin báo rằng cậu bé bị bong gân hơn vì đá bóng ở trường. Những giấc mơ kỳ lạ đó cũng lần lượt trở thành hiện thực
khiến Mr. Đàm từ ban đầu là bất ngờ, sau đó hỗn hoác vì không biết sẽ thích nổi. Nhiều cư dân mạng cho rằng đây là thần giao cắt cảm hoặc có một sợi dây liên kết máu thịt nào đó ngầm mách bảo. Một số ý kiến khác lại cho rằng có lẽ nam ca sĩ nghĩ nhiều về người thân hay một việc nào đó, nên đến khi ngủ anh vẫn không ngừng suy nghĩ, từ đó nảy sinh liên tưởng được ngộ nhận là đang nằm mơ mà hiện thực là bản thân mình tự nghĩ ra. Trích nguyên văn của lời chia sẻ Mr. Đàm: có những điều kỳ lạ không thể giải thích nổi. Ngày xưa cách đây 27 năm, lúc Hưng ở bên cạnh má mình thường xuyên phải ở cách xa nhau, mỗi tháng mới được gặp một lần. Có lần Hưng nằm mơ thấy má chạy tới nói với Hưng rằng mới bị người ta đè xuống lấy lọ nghệ trét lên mặt của má. Lúc lên đến nơi thì thấy má của Mr. Đàm xăm chân mày, hỏi kỹ thì nàng cho các bạn xăm bằng thuốc đau bụng Geridan màu đen. Hôm nay trên máy bay nằm mơ thấy con trai yêu dấu Putin bị thương ở vị trí tiểu tiện nhưng lại băng bó chân. Mình nhớ rất rất kỹ là lúc đó mình khóc rất nhiều, cứ ôm nó trong lòng và gọi tên nó lạc luôn cả giọng. Thức dậy vẫn còn bàng hoàng, viết sẵn tin nhắn. Khi máy bay vừa đáp xuống là gửi cho mẹ Hạnh liền: mọi người có tin nổi không? Sẽ thích tao sao ta? Trước lần chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng, khán giả cũng từng nghe được Phương Thanh kể câu chuyện tương tự. Mới đây, nữ ca sĩ kể về một giấc mơ của cô khi gặp lại cố ca sĩ Minh Thuận, khiến nhiều khán giả xúc động. Theo đó, Phương Thanh tiết lộ, đêm qua 1 giờ sáng, anh Thuận về trong giấc mơ, một người em hay đi với Chanh. Anh Minh Thuận nói em đi sát bên cạnh Chanh giùm anh. Anh Minh Thuận cho biết, Chanh đang trong giai đoạn rất khắc nghiệt, tháng 9 âm lịch này rất quan trọng. Chắc anh cũng đã yên tâm vì mẹ và anh đã hòa hợp với nhau, hay lo cho em gà nữa. Trước ngày 23 tháng 12 năm 2016 âm lịch, anh cũng về báo cho Chanh một chuyện quan trọng và Chanh đã vượt qua đúng ngày 23 tháng 12, ngày ông Táo về trời. Chanh giữ được sinh mạng của mình. Đúng ngày đó, anh trai của Chanh đi thay cho em gái của mình, mọi sự im lặng đều có vấn đề, biết ai làm luôn nhưng không nói. Lúc đó, mọi người còn nhớ việc Chanh im im xuống tóc không? Ngay thời điểm đó, khóc nhẹ nãy giờ anh thương. Khi nhận được sự động viên của các fan, nữ ca sĩ bồi hồi nói, tính Chanh mạnh mẽ nhưng hay khóc một mình, cảm ơn cả nhà. Có những chuyện nằm trong bí mật, hoàn trả lại xong, 10 năm sau Chanh mới tâm sự. Anh Minh Thuận báo trước 3 giờ 3 chuyện đó rồi.